Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một video, đó là có phải khi mà các bạn có những chú vẹt cuốn chủ rồi hoặc là các bạn phải thuần rồi thì các bạn mới dạy nói được không? Thì như các bạn biết là để dạy nói một chú vẹt thì nó dựa vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái thời gian dạy nói, cái độ tuổi dạy nói, cái loài vẹt để các bạn dạy nói. Thì ở đây mình muốn nói với các bạn rằng là khi mà các bạn dạy nói một chú vẹt thì các bạn đừng chờ là nó phải thuần rồi hoặc là phải thấy nó kêu thì các bạn mới dạy nói. Bởi vì nếu như các bạn không tận dụng cái thời điểm dạy nói thì có thể nó sẽ quá cái tuổi học nói hoặc là nó sẽ nhiều tuổi, nó sẽ rất là khó để chúng ta dạy. Chính vì vậy thì có nhiều bạn khi mà mua vẹt thì nói là không thấy nó tương tác hoặc là không thấy nó kêu gì trong cái thời gian dạy nói. Các bạn vẫn cho nó nghe, thậm chí là các bạn dạy trực tiếp hoặc là cho nghe những cái đài. Nhưng khi mà các bạn cho nó nghe thì cũng không thấy nó phản ứng gì cả. Thì là nhiều video mình đã nói với các bạn rằng là khi nói được thì nó phải nghe trước đã. Nghe trước sau đó mới nói sau được. Đó cho nên là các bạn không không chờ vào cái thời gian mà để cho chú vẹt thuần thì các bạn mới có thể dạy chú vẹt nói được. Ví dụ như chú vẹt Ringneck ở bên có cái vòng cổ này này. Thì nói chung là chú vẹt Ringneck này thì nó khá là quấn quấn chủ. Còn đối với chú vẹt đầu hồng này thì nó không quấn chủ. Bởi vì chú vẹt đầu hồng này thì khi mình nuôi thì mình nuôi ba bé thì hai bé đều nói giỏi, còn một bé thì mình đã nhường lại cho người khác từ khi nó chưa 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 nói được. Còn nếu bình thường là cả ba bé sẽ nói được, ba bé đầu hồng này. Nhưng khi nuôi những bé này thì nó chỉ còn ăn bột, hai bé ăn bột khoảng độ vài ngày thôi là nó thôi, nó chấm dứt, nó không ăn. Còn một bé thì nó đã chấm dứt bột rồi. Và khi mà mình cho ăn thì mình phải luồn ống vào thì nó mới ăn. Chính vì vậy thì mình nói với các bạn rằng là kể cả đến thời điểm này thì chú vẹt đầu hồng này cũng không có quấn chủ. Nhưng nó vẫn là một chú vẹt nói rất tốt. Thì các bạn xem video thì các bạn thấy rồi. Mà các bạn xem thêm một chút nữa để các bạn thấy là nó khả năng nói của nó rất là tốt. Kích cái bố chọc cái cắn nha, chọc cái cắn đấy. Cho nên là các bạn khi mà các bạn dạy vẹt nói thì đầu tiên thì các bạn cứ chú trọng đến cái việc là những chú vẹt nghe, cho chú vẹt nghe nghe đi nghe lại, nghe quen, và đến một thời điểm nào đó nó quen các bạn rồi bắt đầu nó mới có những cái phản ứng như là nó kêu, nó tập nói nó kêu. Và lúc đó thì các bạn sẽ tăng cường các bạn cho nó nghe, ví dụ như các bạn nhắc lại. Đó còn nếu mà lúc mà nó chưa quen các bạn thì nó chỉ nghe và nó có muốn phản ứng thì nó cũng rất là sợ bởi vì nó chưa quen các bạn. Nó chưa quen các bạn. Cái thứ hai là khi mà các bạn đi vắng có thể là nó sẽ cũng sẽ dám kêu. Đó thì lúc đó thì các bạn không biết thì các bạn có thể các bạn nói là nó không thấy nó phản ứng gì, không thấy nó kêu gì. Ở đây mình cũng chia sẻ luôn là có một bạn có cửa hàng chim 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 cảnh chim hót ấy. Thì khi mà bán đi nơi khác thì có những chú chim chào mào hót rất tốt nhưng về tự nhiên nó không dám hót nữa bởi vì các bạn thấy rằng là nó lạ nhà, thứ hai nó lạ chủ, rồi cái không gian đó hoặc là ở ở nhà có thể nó có những cái chú chim mà nó là cái cùng 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 đồng loại rồi, gần như là chúng ta hiểu là đó là bạn bè thì nó sẽ hót rất là tốt, còn đâu khi đến nơi lạ nó sẽ tuyệt đối nó không hót hoặc là tuyệt nhiên nó không hót, phải một thời gian sau nó mới có thể hót lại. Thì vẹt ở đây cũng vậy, thì các bạn khi mà các bạn mới mua về thì các bạn biết rằng là nó phải có thời gian lạ nhà rồi, cho nên các bạn cứ dạy nói đi, chứ không chờ là khi nó thuần rồi các bạn mới có thể nói được, có thể dạy nói được.
Đó, cho nên điều này các bạn phải ghi nhớ để khi mà các bạn mua chú vẹt về, các bạn bắt tay vào việc dạy nói luôn. Để cho đến một thời điểm nào đó thì chú vẹt sẽ dần dần sẽ quen và sẽ lẩm bẩm. Và dần dần khi mà có mặt các bạn ở đấy, chú vẹt cũng sẽ dám kêu, dám lẩm bẩm và dám bập bẹ. Để một ngày nào đó thì các bạn có thể là chuyển ra chỗ khu vực khác, hoặc là các bạn đưa sang cái phòng khác, căn phòng khác thì nó vẫn nói bình thường. Cho nên cái quá trình dạy vẹt nói này thì các bạn phải hết sức bình tĩnh, kể cả thấy nó không phản ứng gì thì các bạn cũng hãy bình tĩnh để dạy cho chú vẹt, chờ một ngày nào đó thì chú vẹt sẽ có cái thành quả. Như mình hay nói là một ngày đẹp trời nào đó thì các bạn sẽ nghe được những chú vẹt của bạn nói tiếng người. Và kể cả ngay thời điểm đó nó nói được những cái câu đầu tiên thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ rõ đâu. Và phải dựa vào cái việc là các bạn sẽ cho nó nghe hàng ngày và các bạn nhắc lại thì nó dần dần nó mới nói rõ được. Đó, các bạn hiểu cái quy trình dạy nói của những chú vẹt là như vậy. Đó, các bạn thấy nó sang phòng không phải phòng nuôi của nó nhưng nó vẫn nói bình thường. Và ở đây mình nói thêm một vấn đề nữa là đó là nhiều bạn nói là khi phải chọc nó hoặc trêu nó thì nó mới nói. Thì cái việc nói này nó cũng giống như là chúng ta phải tác động để làm sao nó tức, thì nó càng nói càng hăng thì nó sẽ càng rõ. Giống như là các bạn đi chọi chim cũng vậy, thì nó cũng cũng sẽ giống như vậy. Là hai con chim nó vào nó chọi thì nó sẽ hăng. Rồi vẹt này cũng vậy, thì khi nó nói nó thi nhau nói và nó có những cái cử chỉ nó tác động vào nhau thì nó sẽ kích động và dần dần nó sẽ nói rất là rõ khi mà đối với những hai chú vẹt đứng gần nhau, hoặc là các bạn trêu đùa nó, các bạn chọc nó thì nó sẽ nói. Đấy, thì các bạn thì ở cái những chú vẹt này cũng vậy, các bạn đừng đừng buồn khi mà dạy những chú vẹt mà các bạn không thấy phản ứng gì. Các bạn bỏ cuộc, các bạn nói là do nó không thế này thế kia, do nó không kêu hay là thế này thế kia. Bởi vì có những cái loài vẹt thì nó rất là ồn, nó rất hay kêu, còn có những loài vẹt thì nó trầm, nó ít kêu. Khi mà nó phải thật quen hoặc là khi nó nói được nó mới kêu. Chính vì vậy thì nếu như các bạn nuôi cái dòng vẹt săn chẳng hạn thì nó kêu rất là nhiều. Các bạn kể cả bạn không dạy nó nói nó cũng sẽ kêu. Săn Conner. Còn một số cái dòng vẹt nó ít ồn thì phải quen thì nó mới có thể nói. Còn việc kêu có thể là nó rất ít kêu. Đó thì mình chia sẻ thêm để các bạn biết về cái quá trình dạy nói như vậy. Chính vì vậy thì mình kết luận ở đây là khi mà các bạn mà muốn dạy chú vẹt nói thì các bạn cứ dạy. Còn cái việc chú vẹt kêu hay không thì chúng ta sẽ không quan tâm. Còn nếu khi mà thấy chú vẹt kêu theo chúng ta thì chúng ta sẽ nhắc lại những cái từ đó. Chúng ta sẽ nhắc lại những cái mà chú vẹt kêu kêu gần giống đó thì dần dần là chúng ta sẽ đưa chú vẹt về cái có khả năng nói được tiếng giống người. Đó thì hôm nay mình chia sẻ thêm một video, đó là có phải là những chú vẹt thuần mới có thể dạy nói được không, hay là cả những chú vẹt chưa thuần mà các bạn cũng có thể dạy nói được. Thì mình đã chia sẻ video với các bạn, hy vọng các bạn qua video này các bạn sẽ thêm được cái kỹ năng và cái kinh nghiệm để cho cái quá trình dạy nói vẹt của các bạn một cách hoàn hảo. Xin cảm ơn các bạn nhé. Thanks for watching and goodbye.